Xin chào tất cả các bạn, hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2023. Mình sẽ hướng dẫn các bạn học cuốn sách Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh cho học sinh trung học phổ thông quốc gia. Hôm nay mình sẽ học một chủ đề mới, đó là chủ đề History. Bây giờ mình học phần 1 trước. Đó là phần hôm nay mình học một bài Gut Feeling và một bài Reading Comprehension. Rồi thì mình học Gut Feeling trước. Và cái chủ đề hôm nay là The History of Sue. Mình sẽ làm
Là tiêm 16 phân tiêm phòng chữa. Importance. Importance là tầm quan trọng. Tầm quan trọng. Covering vật phủ bên ngoài. Tie là buộc. Litter, yard, oh yeah. Formerly, trước đây. Be shaped, được định hình, được tạo dáng. By hand, bàn tay. Shoemaker, sửa thừa động dây. Machine made, làm bằng máy. Introduction, sự việc đưa vào, sự ra đời. A wide range of một phạm vi rộng lớn phong phú hơn. Important là tầm quan trọng. Covering vật phủ bên ngoài. Tie là
là buộc. Liter, giá, đô giá. Formerly, trước đây. Bishop, được định hình. Merchant, làm bằng máy. Introduction, việc đưa vào, sự ra đời. A wide range, một phạm vi rộng lớn, phong phú. Nhưng mình sẽ ghi nghĩa tiếng Việt. Importance, tầm quan trọng. Không phải chị đi làm tóc à? Covering, vật phụ bên ngoài. Ê, ai mở nhạc bất tỏ luôn. Tie, buộc. Nè, em mời tới được 20 phút. Nói mẹ được đi quẹt nha giam hẳn thế. Phương á. Litter. Chưa, đến tới quẹt đấy. Không cần nói ai đi làm thì quẹt giùm hẳn. Dạ, đô dạ. Formally, trước đây. B-shape, được định hình, được tạo dáng.
machine made, làm bằng máy. Dạ. Ai? Ờ, bất ổn luôn. Mang biển có vốn video không em? Introduction, việc đưa vào sự ra đời. Dạ. Chưa. Mẹ bà chị em có thể ai xếp mới đấy. A wide range of, một phạm vi rộng lớn phong phú. Chị xịp vậy à?
Bây giờ mình sẽ làm bài tập. Lại mù. Bạn hãy cùng đọc tư vấn và làm bài. In the past, importance were not given to shoe being comfortable or fashionable. These early foot covering were probably animal skin. Animal skin là động vật nên sử dụng từ which. Thank you.
Không, nghỉ hết. Dạ, chị Nhung đi khám. People tie around their ankle during weather. During weather, we still litter today. We still litter today, but other. Other materials such as silk, plastic, or cotton are also popular. Let me see more. Which during weather. We still litter today, but other. Materials such as silk, plastic, or cotton are also popular for depending on what is in festival in fashion. Yes, we were only 115 years resting. The people began to wear a different shoe underfoot. Formerly, the two shoes had been straight instead of sharp and could be worn on the left or the right foot. On shoe used to be made by hand, but now on the Although there are shoemakers still using their traditional skill.
Emotion. Emotion. Mosu Anamachi making laugh factory, the introduction of sewing machines. Allow the shoe industry to produce large size of cheaper shoe for a wide range of buyers. Giờ mình sẽ dịch bài. Trước đây ở trong quá khứ, dây không được chú trọng về sự thoải mái và hợp thời trang. Nhân vật phụ bên ngoài chân này, những vật phụ bên ngoài chân này đầu tiên có lẽ là các loài giá thú mà con người buộc xung quanh mắt cá chân của mình trong suốt những cái thời tiết lạnh giá. Chúng ta vẫn sử dụng giá cho ngày nay, những chất liệu những các chất liệu khác như lụa, nhựa hoặc vải bông cũng rất phổ biến, phụ thuộc vào hợp mốt.
Chỉ khoảng 150 năm trước đây. Chỉ khoảng 150 năm trước đây, con người bắt đầu là mang những cái chiếc giày khác nhau trên cho mỗi bàn chân. Trước đây, hai chiếc giày được làm thẳng thay vì tạo dáng và có thể mang vừa chân trái chân phải. Tất cả những cái đôi giày đã được làm bằng tay, nhưng bây giờ mặc dù là những vẫn có những người thợ đóng giày. Vẫn còn những cái giày làm giày sử dụng cả cái kỹ năng truyền thống, nhưng hầu hết các đôi giày được làm bằng máy trong các nhà máy lớn. Việc ra đời của các máy khâu cho phép ngành công nghiệp sản xuất giày với số lượng lớn các đôi giày rẻ hơn, với một số lượng người mua phong phú hơn. Sẽ dịch qua tiếng In the past, importance was not even to shoe being comfortable or fashionable. Những vật phụ ngoài chân lần đầu tiên này, these early foot covering were probably da động vật, animal skin, which people buộc xung quanh mắt cá chân của họ, tie round their ankle.
the ankle during cold weather. We still use kính a little today, but các vật liệu khác. Other materials such as steel, hay nhựa hay vải sợi. Plastic or cotton are also popular, phụ thuộc vào, depending on what is in fashion. It was only 150 years ago that people đã bắt đầu mang began to wear a different shoe on mỗi bàn chân, each foot. Trước đây, formerly, the two shoes had been straight, thay vì instead of strap and có thể mang could be worn on the left or right foot. All shoes đã được làm bằng tay, used to make by hand, but now, mặc dù, although there are những người thợ động giày, there are những người thợ động giày, shoemaker still using những kỹ năng truyền thống của họ. Their traditional skill, most sure are now làm bằng máy. Machine made in large factories. Sự ra đời của the introduction of sewing machines allow một ngành công nghiệp động giày. The shoe industry to produce large quantity of cheaper shoe for một vài mấy người hơn mua rộng hơn a wider range of buyer. Vậy là mình đã hoàn thành xong phần đọc gap filling. Bây giờ mình sẽ qua một phần tiếp theo đó là reading comprehension. Mình sẽ ghi phần tư vấn. Bay trang 335.
mình sẽ chắc tư vấn. Nomad, dân di cư, dân du mục. Camp, hạ trại, động trại. Spare, thừa thớt. Ingration, sự tự tiêu. Integration của các công trình lợi thiệu, lợi thủy. Prehistoric time. Ruler, người cai trị. Damp, đập ngăn nước. Cano, kênh đào. Water supply, việc cung cấp nước, hệ thống cấp nước. Sanitation, sự vệ sinh. Clarity, đồ trong sự thanh khiết. Disintegrate, tan rã.
bơm, máy bơm nước. Reservoir, hồ chứa nước. Waterworks, nhà máy nước. Gravity, trọng lực lực hút. Coincide with, xảy ra đồng thời với. Rainfall, lượng mưa. Shortage, sự thiếu hụt. A great deal of, rất nhiều. Reverse, đảo ngược, lộn ngược. Evaporation, sự bốc hơi. Treat, xử lý. Dân cư, dân du mục. Camp, hạ trại, động trại. Spare, space, thừa thớt. Irrigation, sự tưới tiêu. Irrigation work, các công trình thủy lợi. Prehistory times, thời tiền sử. Ruler, người cai trị. Dam, đập ngăn nước. Canal, kênh đào. Water supply, việc cung cấp nước, hệ thống cung cấp nước. Sanitation, sự vệ sinh. Clarity, đồ trong, sự tinh khiết. Disintegrate, tan rã.
hầm, máy bơm nước, reservoir, hồ chứa nước. Waterworks, nhà máy nước, công trình nước. Gravity, trọng lực, lực hút. Coincide with, xảy ra đồng thời với. Rainfall, lượng mưa. Shortage, sự thiếu hụt. A great deal of, rất nhiều. Reserve, đảo ngược, lộn ngược. Evaporation, sự bốc hơi. Treat, xử lý. Nomad, dân di cư, dân du mục. Cam, hạ trại, đồng trại. Space, thưa thớt. Irrigation, sự tưới tiêu. Irrigation work, irrigation work, cả công trình thủy lợi. Prehistory time, thời tiền sử.
cai trị. Đam đập ngang nước. Candle cân cân đào. Water supply, việc cung cấp hệ thống cung cấp nước. Sanitation, xử vệ sinh. Clarity, đồ trong sự tinh khiết. Disintegrate, tan rã.
máy bơm nước. Reservoir, hồ chứa nước. Waterworks, nhà máy nước. Công trình nước. Gravity, trọng lực, lực hút. Coincide, xảy ra đồng thời với. Rain fell, lòng mưa. Shock. Sự thiếu hụt. A great deal of, rất nhiều. Reserve, reverse, reverse, đảo ngược, đảo lộn ngược.
Evaporation. Sự bốc hơi. Treat, xử lý. Bây giờ mình sẽ đọc bài. Nhưng mình sẽ gọi từ nhất. Early people didn't need water supply. Engineering work because had no name. Had not in it as bằng và cùng thế đi đến inter nature's breath. B natural sources of fresh water nearby were always available. Chị Vy nói. Ừ, trong nghiện
trước khi đi phóng sự thì hoàn tất cả kênh mình đang làm nhé. Dạ. Cố gắng theo 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 kênh cho cho xong hết mười hai mươi à dạ hai mươi hết dạ. Impulse sẽ đồng nghĩa với drain, clean, clean water supply was the first taken into consideration. The first people from the centers of the world and the Roman who conscious resistance and the Romans clear water supply were first taken into consideration by the ancient Romans. For several countries after iteration of Roman Empire, the main source of water supply was the conscious and symbolically clean the Roman for several conscious local suffering well. The main resource remedies in this water. Miss Young, a spring and well. Ming. The word mean in paragraph 1 could best be replaced by bys. Which of the following not true about Lono Oblast mid of 16th century? The words for me reverse him. Was pump from river. The first pump in River Thames. I
Dạ. Đúng. Tục. Water was stored in reservoir. Is Palm River survived? Or the community can see vicinity. In paragraph refers to neighbor around the reservoir. One of the curves of water shortage in England. Insulted by some woman, I'm saying. It's greedy men.
not to mention the precious and see what the seawater evaporation. Let's just see. In the past autumn, lady cars. A. The development of water supply. Bây giờ mình sẽ dịch bài. Những người tiên sử không cần đến các công trình kỹ thuật để cung cấp nước. Những người thợ săn và dân du mục trại. Và dân du mục hạ trại gần những nguồn nước. Gần những nguồn nước ngọt và các nhóm dân cư không quá thưa thớt đến nỗi ô nhiễm nguồn nước không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Khi mà cuộc sống cộng đồng phát triển và những làng mạc công nghiệp biến thành những trung tâm đô thị. Việc cung ứng trở nên quan trọng đối với dân cư thành thị cũng như là việc tưới tiêu cho những nông trại quanh các vùng thành phố. Các công trình thủy lợi đã được biết đến từ thời tiên sử năm 2000 trước công nguyên. Những người trị vì các quốc gia Babylonia, Ai Cập đã xây dựng các hệ thống đập ngăn nước và các kênh mương nhằm ngăn nước lũ lụt từ nước từ Euphrates, sông Nin, vừa kiểm soát lũ lụt vừa cung cấp tưới tiêu cho suốt mùa khô hạn. Những kênh tưới tiêu này cung cấp nước cho các mục đích sử dụng tại gia. Những người đầu tiên cân nhắc tới việc vệ sinh nguồn nước cung cấp là những người La Mã cổ. Những người đã xây dựng một hệ thống lớn cầu dẫn nước để đưa nước xây dựng các bể nước cùng bộ lọc giao dựng để đảm bảo độ trong của nước. Việc vệ sinh các hệ thống cung cấp nước đô sộ những hệ thống cung cấp nước đô sộ như thế đã làm giảm dần khi đế chế La Mã tan rã và trong một vài thế kỷ những dòng suối và nước giữa địa phương hình thành nguồn cung cấp chủ yếu cho các nhu cầu sử dụng nước trong các hộ gia đình và các khu công nghiệp. Thank you.
mình về máy bơm nước ở Anh vào thế kỷ 16 đã mở rộng đáng kể khả năng phát triển các hệ thống cung cấp nước ở London. Công trình bơm nước đầu tiên được hoàn thành vào năm 1562. Nước sông được bơm vào một hồ chứa nước có độ cao 37 mét so với mực nước tại sông Thêm, và từ hồ chứa này nước được phân phối nhờ lực hút qua những ống chì đến các tòa nhà ở vùng lân cận. Nhu cầu sử dụng nước bình quân đầu người tăng lên khi mà đồng thời tình trạng thiếu nước ở nhiều quốc gia, ví dụ như là ở miền đông nước Đông Nam nước Anh chỉ được nhận 14% tổng lượng mưa ở Vương quốc Anh với dân số chiếm 30% dân số toàn Vương quốc, và đã trải qua tình trạng lượng mưa vào mùa đông giảm dần từ năm 1980. Trong những năm gần đây, việc chuyển đổi nước biến thành nước ngọt để cung cấp nước cho những vùng khô cằn như vùng Trung Đông đã nhận được nhiều sự quan tâm. Một vài quy trình khác nhau bao gồm chứng cất, thẩm tách bằng điện, thẩm thấu ngược và bốc hơi đóng băng trực tiếp đã được phát triển vì mục đích này. Một vài trong số các quy trình đã được sử dụng tại những cơ sở lớn ở Mỹ. Mặc dù những quy trình này thành công nhưng chi phí xử lý nước khá cao so với chi phí xử lý nước ngọt. Vậy là mình đã dịch xong bài, bây giờ mình sẽ chuyển qua phần translate. Early people, không cần đến, had no need of engineering works to supply their water. Hunter and dân du mục, nomad, came near những nguồn nước ngọt tự nhiên, natural sources of fresh water, and population were quá thưa thớt đến nỗi mà Shakespeare that population of water supply was not một vấn đề nghiêm trọng, a serious problem. After community life developed and các ngành nông nghiệp, agricultural village become urban center, the problem of supplying water become important for những cư nhân inhabitants of a city, as well as for sự tự tiêu, irrigation of the farm surrounding the cities. Irrigation works were now vào thời tiền sử, in prehistoric time and before 2000 BC, the ruler of Babylonia and Europe đã xây dựng contrasting system of dam and canal để ngăn to imbue the flood water of the Euphrates and Nile River, controlling các dòng lũ flood and providing nước tiêu tưới tiêu
irrigation water throughout Moho the dry season. Such irrigation canal also supply water cho mục đích sử dụng tại gia. For domestic purpose, the first people to consider về sinh nguồn cung cấp nước của họ, the sanitation of their water supply were the ancient Romans who constructed một hệ thống cầu dẫn nước. A vast system of aqueducts to bring the clean water of the Apennine Mountain into the city and build spacing and filter along this main để đảm bảo độ trong của nước. To ensure the clarity of the water, the construction of hệ thống cung cấp nước nông đô số. Hệ thống cung cấp nước đô số như vậy. Such extensive water supply system declined when the Roman Empire disintegrated and trong một vài thế kỷ. For several centuries, local spring and well đã thành nên formed the main source of domestic and industrial water. The invention of frost pump in England in the middle of the 16th century đã mở rộng đáng kể greatly strengthened the possibility of development of các hệ thống cung cấp nước water supply system in London. The first pumping water đã được hoàn tất was completed in 1562. It pumped river water to một hồ chứa nước lớn, a reservoir about 37 above the level of the River Thames, and from the reservoir to the water that được phân phối were distributed by gravity through lead pipes to build ở vùng lân cận in the vicinity. Nhu cầu trên đầu người tăng cao, increased per capita demand has coincided with sự thiếu hụt nước. Water shortage in many countries, South of England, for example, receive only 40% of lượng mưa của Vương quốc Anh. Britain's rainfall has trended 30% of its population and Dakota has experienced declining winter rainfall since the 1980s. In recent years, rất nhiều sự quan tâm. A great deal of interest has been showing sự chuyển đổi được biến thành nước ngọt. The conversion of seawater to fresh water to provide drinking water for very dry areas such as the Middle East, một vài quy trình khác, several different progressions being developed cho mục đích này. For this purpose, some of the processes that được sử dụng have been used in large facilities in the United States. Although these processes are useful, chi phí xử lý nước biển, the cost of treating seawater is much higher than that for việc xử lý nước ngọt. Treating fresh water. Vậy là mình đã hoàn thành xong bài ngày hôm nay. Các bạn hãy đọc lại phần tư vấn của bài này nhé. Đọc lại tư vấn và uống thật kỹ. Xin ngày nhìn qua một lần. Là hai bài đọc, một bài đọc gap filling và một bài đọc reading comprehension.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo.